cháu có thông tin gì về tay Trung không? Anh Trung với chị Thảo mới vào làm được vài ngày. Anh chị pha rượu rất ngon, anh Sơn rất thích ạ. Sơn nào cơ? Đúng. Đại ca. Sao? Tất cả những gì đại ca cần em để tất trong ba ly. Ừ, tốt. Tao bị một bọn rất chuyên nghiệp định ám sát. Tao không biết là bọn nào cả. Mày ở nhà nghe ngóng tin tức và xóa hết mọi dấu vết về tao. Tao đi một thời gian rồi tao sẽ về. Vâng. Đại ca đi bảo trọng. Anh nhắn chào đi. Ở ngoài có tới không? Anh yên tâm. Nói có tin là lao ra như tên bắn ngay mà. Em chào anh. Dạ, chào hai cán bộ. Sao? Thằng em có chuyện gì định kể với anh? Chuyện này em muốn nói chuyện với sếp của anh. Thì anh phải nghe chuyện gì đã, chứ không phải là cứ gặp lãnh đạo là được đâu. Có thông tin về một băng nhóm phun ma túy và giết người. Em có bằng chứng cụ thể không anh?